xứ. Thì cái tâm tư của người Việt Nam xa xứ là chúng ta mặc dù có đi đâu hơn nữa thì cũng là người Việt Nam. Và chính cái lời này của là trước năm 1954 hay là 45 gì đó, có nghe là Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói là người người gì đã cao ai gì người người Việt kiều kiều bào nha. Là lúc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh có đón những người kiều bào về nước sau khi mà hầu như đuổi giặc Pháp. Thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có đón những chuyến tàu mà coi như người kiều bào về nước, và Chủ tịch cũng nói rằng là muốn cho những người mà kiều bào xa xứ về là cùng bắt tay và xây dựng lại đất nước. Cho đến là Chủ tịch Nguyễn Minh Triết có nói câu rằng là kiều bào là nằm ruột xa ngàn dặm của đất nước Việt Nam, không thể nào tách rời. Thì cái câu nói này của hai chủ tịch là thời trước và thời sau. Thì chúng ta cũng nên nhớ rằng chúng ta dù cho đi đâu, từ ở phương nào đi nữa, thì chúng ta cũng là người Việt. Cho dù Lisa Vũ ở Úc, có quốc tịch Úc, thì họ cũng nói là người Việt, người người Úc gốc Việt, chứ không phải là người Úc hoàn toàn. Hay là coi như chắc họ cũng ở Mỹ đây, thì họ cho là người Mỹ gốc Việt. Ví dụ nếu mà chúng ta xảy ra cái chuyện chi mà để cho không vừa lòng họ, họ cũng kêu chúng ta là Vietnamese people, chứ không phải là người Mỹ nữa. Hay là Lisa Vũ ở Úc mà có trouble gì hàng đấy, Vietnamese people trouble, chứ không phải là người Úc nữa. Thành nhưng có một số người ở Việt Nam á, họ cho mình là người lưu vong. Thì ở đây tôi muốn nhắc nhở chữ lưu vong là lưu vong ở chỗ nào? Lưu vong ở chỗ mà khi mà nhà nước họ không chấp nhận nữa, họ trục xuất ra như cụ Huy Hòa Vũ hoặc là Điếu Cày hoặc là một số nào đó, họ trục xuất ra là những người đã là thuộc về lưu vong, không thể nào trở lại được nước Việt Nam nữa, đó là lưu vong. Nhưng mà chúng ta không phải là người lưu vong Lisa Vũ nha, chúng ta là người là đi tìm cuộc sống và đi tìm một cuộc sống mới, và luôn luôn chúng ta cũng là người Việt Nam và cũng về lại người Việt Nam. Thành đây là chúng ta phải nói cái cách để mà nó rõ ràng, để cho coi như người trong nước họ đừng hiểu lầm là những người mà ở nước ngoài ai cũng giống như ai hết. Dạ yeah, đúng. À. Cho Lisa muốn thêm một cái nữa là những người tị nạn chính trị, những người tị nạn kinh tế và những người sau này đi theo diện bảo lãnh đoàn tụ là hoàn toàn khác nhau. Vâng. Những người đi bảo lãnh không phải là tị nạn, đúng không? Những cái người mà ngày xưa mà được Mỹ, Úc, tất cả các nước người ta nhận vào nhân đạo đó là những người tị nạn. Để bổ túc cái câu của Lisa nói để cho coi như chắc hồi nói cho nó thêm một chút nào rõ ràng vấn đề á, là để cho quý vị ở trong nước được hiểu thêm. Như mà bắt đầu cái vượt biên á của tôi nhớ không đầm là sớm nhất là năm 1877, là năm đó là vượt biên. Còn mà đi trước của năm 1975 á, là vào 30 tháng 4 là đó là chuyện khác nha. Đó là chuyện đó là họ họ có thể đi diện chính trị hay là diện nào quyền. Nhưng mà sau khi mà năm 77 á thì cũng có một số là đi theo đi vượt biên, nhưng mà chúng ta đi vượt biên là có nghĩa là đi tìm cái đời sống mới. Còn qua bên này á là họ gia nhập vào cái vấn đề là chỉ hay là coi như là kinh tế, đó là quyền của mỗi người. Khi họ đi đến á là cái Hồng Kông
Như theo như chắc họ biết là chắc họ đi qua Hồng Kông á, thì có một số ở người Móng Cái, Hải Phòng, họ đi bằng thuyền buồm rồi cũng là coi như đi đến Hồng Kông, nhưng mà họ cũng có thành lập ở cái vấn đề mà đầu tiên là Mỹ thành lập trước, là thành lập là coi như cái số mà cái người để qua Mỹ, rồi có người là coi như họ là cho đi, mặc dù là coi như không phải là gia đình công cảng chính của là Việt Nam của họ thì họ vẫn cho đi, nhưng mà có người họ cũng cho đi, thành ra qua những người đó là họ đi Canada hoặc là Úc. Thì những cái thành phần đó thì coi như họ đi rất là qua những các nước á, là tùy theo cái những cái mà để mà coi như họ qua đây sinh hoạt. Có người họ qua đấy á là họ sinh hoạt trong cái cộng đồng là họ thuộc về chính trị, trên đảng chính trị. Có người qua đây á, họ đi làm ăn rất là thoải mái, họ không vẫn vương chi ai hết á, thì họ là di tản theo cái vấn đề mà của là kinh tế và cái tìm cuộc sống mới. Thì cái việc này á, nhưng mà qua đây họ chỉ nhét cái chữ vào mồm của người ta là đã đi qua Mỹ là chính trị, thành ra coi như là chắc họ không muốn là để mà coi như mà chấp nhận cái điều này. Đúng. Chắc hay là sau này Dạ. không nói, mình nói hết một chút là một phút nữa thôi. Nếu mà sau này cái diện mà của là diện con lai á là thuộc về nhân đạo, diện con lai là thuộc về nhân đạo, là người Mỹ không muốn những cái con lai nằm rơi rác ở Việt Nam, họ mới đem qua, là những đó là những cái giọt máu của họ, họ đem qua nước Mỹ để mà họ kêu mang họ. Rồi đến cái diện mà của là HO là cái diện mà họ cải tạo về trên 3 năm á, là đó là cái diện chính trị. Còn những cái diện sau này của là như kết hôn, đoàn tụ cha con, hay là những cái diện mà đi công nhân, rồi hay là đi những cái diện mà các công ty bảo lãnh hay là các trung tâm bảo lãnh, thì nó không thuộc về chính trị. Họ gọi là Nhưng visa. người ta cứ nhét chữ vào ai qua Mỹ cũng là chính trị, ai qua chỗ nước khác là cũng chính trị hết, thành là coi như là chắc họ không muốn là coi như người ta nhét chữ vào mồm của những người này. Đấy. Rồi. Rồi mời Lisa. Thì theo em thấy là theo Liên Sở thấy là tất cả những người cái bọn cộng đồng ở bên này á, cứ ai đi ra khỏi Việt Nam chúng gọi là sợ cộng sản chạy đó, sợ cộng sản chạy. Thì khi mà Lisa đi sang Hồng Kông thì hình như năm 90 bắt đầu thanh lọc, không biết Lisa không nhớ rõ là năm bao nhiêu, tại vì anh của Lisa còn ở Hồng Kông thì thời đó là bắt đầu trước khi được thanh lọc. Nếu mà là điện chỉ Thanh lọc là năm 88 vào tháng 6, ngày 30 tháng 6 năm 88 nha. nên không nhớ rõ cái ngày đấy. Đúng rồi, đúng đúng rồi. Thì thanh lọc thì là những cái diện chính trị thì mới được tị nạn chính trị thì được người ta cho đi định cư sang nước thứ ba. Còn nếu như mà tị nạn kinh tế hay là gì đó thì họ trả về, họ ký kết với Việt Nam là trả cái người đó về về Việt Nam, và bạn Lisa cũng bị trả về Việt Nam. Thì Lisa nghĩ rằng nếu như mà về tị nạn chính trị, lý do tại sao mà họ cho tị nạn vào trong đất nước của họ, bởi vì cái chiến tranh Việt Nam là do Mỹ nó gây lên và các nước nó vào nó đánh Việt Nam rồi đó, Việt Nam nghèo khổ. Thì khi chiến tranh xong ấy thì có một cái bản ký kết là Mỹ sẽ bồi thường cho Việt Nam bao nhiêu tỷ để giống như là xây xây dựng lại những cái gì mà chúng nó đã đánh, Mỹ nó đã đánh phá rồi bỏ bom rồi phá hoại Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì Mỹ đã không không có làm đúng theo cái lời ký kết như vậy, cho nên là Liên Hợp Quốc mới cho nhân đạo cho những cái người tị nạn đi qua bên các nước và họ nhận vào. Thì sau cái năm như anh nói là năm 88 đấy, người ta cắt, người ta không cho vào nữa, bởi vì Việt Nam lúc đó đã ổn định rồi,
kinh tế cũng ổn định rồi, và họ cũng hiểu được rằng là cái chính trị ở Việt Nam không còn như là cái bọn ở bên này nó quảng cáo nữa, cho nên không, người ta mới ta vừa cho mà chỉnh định chỉnh lại một chút nha, ta coi nhiều khi người ta hiểu lầm đó. Mà coi như 88 là ngày 30 tháng 6 năm 88 á, là họ á, là làm cái hàng rào là coi như gọi là không nhận là những người tị nạn qua Hồng Kông nữa, là họ cho cái sản phẩm của là chắc hồ á ra ngoài để làm ăn tự do, còn những cái thành phần mà đi qua sau á là nằm trong thanh lọc. Và đến á, là tháng tháng 6 năm 95, tháng 6 năm 95 á, là cái tháng đó là tháng chấm dứt là của cái vấn đề mà gọi là trục xuất luôn á, không có lý do nữa, vì khi đó là hai nước đã bàn giao rồi. Đúng rồi. Thì thành ra họ lại cái mốc ngoặc á là cái tội phạm của năm đó luôn, cái tội phạm năm đó là năm 95 và tháng 6 năm 95 á, là khi hai nước đã bàn giao rồi là cái tội phạm đó họ sẽ trả về Việt Nam, là gần tới đây là gần 10.000 dân á, người mà ngàn mà người mà quay tội phạm á, là giống như có thật nhiều thành phần tội phạm lắm, trong đó hình sự dân sự rồi có như trộm ở lại hay là trộm ở lại với đó, có nhiều thành phần lắm, thành nó họ lấy cái móc ngoặc đó để mà họ trả về Việt Nam. Còn mà từ sau cái đó đến sau là coi họ có thể là kêu gọi những cái số người mà trả về Việt Nam, nhưng mà họ vẫn kêu gọi qua để những là từ Việt Nam qua luôn á nha, là từ Việt Nam, vì cái lúc đó mà có họ đang ép là đi về á, những người mà đăng ký đi về Việt Nam á, thì sau lại họ sẽ thanh lọc lại cái số đó, họ cũng đem qua Mỹ lại. Thành ra cái chúng ta nói để cho coi như nó giải tỏa cái vấn đề thắc mắc của là coi như người người nghe nha. Okay. Rồi mời Lisa. Giống như là Lisa có người Anh á, thì trước đó đấy ở Lisa khi sang Hồng Kông ấy, vào trại Hồng Kông, đến sau này Lisa đi rồi thì anh của Lisa ở đó, thì sau đó là được ra ngoài đi làm đó, được đi ra ngoài đi làm, xin việc làm, rồi hình như tối về là tối lại quay về cái trại đó ngủ. Thì nhiều khi Lisa có những cái phim ở Hồng Kông họ chiếu ấy, họ nói là chính người người của dân Hồng Kông ấy muốn khoét rào để chui vào trong trại cấm ở, tại vì trại cấm sướng hơn ở ngoài dân Hồng Kông đó. Thì chính bản thân Lisa cũng biết được là tại vì anh của Lisa còn ở Hồng Kông, cho nên là ông anh được đi ra ngoài làm, xin việc làm, và rất nhiều người Việt Nam biết tiếng Hồng Kông là bởi vì như vậy đó. Mình xin chào mọi người, chào tất cả mọi người nhé. Cứ nói chuyện với em thì chúng ta nhận định cái cách mà chúng ta sống. Đúng rồi. Bây giờ thực ra những ngày tháng mà chắc hầu chơi trên cái Face của mạng xã hội á, đến bây giờ cũng là gần 4 tháng rồi. Chắc hầu thấy những cái việc mà nó làm cho con người nhiều cái bức xúc, và làm cho con người nó hoang mang, và cũng làm cho con người á nó mở mang trí thức. Đúng rồi. Thì ở đây chắc không nói rằng á, ở trên một cái thế giới nó có cái đảng Cộng Hòa, nó có đảng Dân Chủ, nó có cái đảng Cộng Sản, nó có cái đảng Đối Lập, nó có cái đảng là Hồi Giáo. Đó, là những cái đảng này á, là nó đang đấu đá trên thế giới. Thì vả lại cái mạng xã hội á, thì nó có cái con người và con người, nó có con người này người nọ. Đúng rồi. Người là coi như là đối lập, có người trung lập, có người là coi như là phân biệt lập, có người là coi như là thoái hóa lập. Để chúng ta đấu đá là chúng ta đi loại ra con người xấu xa và con người thông minh và con người hiểu biết. Đó, thì hai cái vấn đề này nó đưa ra cho con người mình học hỏi thêm.
nó học hỏi thêm là cái hiểu biết và học hỏi thêm là cái tồi bại. Thì cái nào biết thì mình cứ học, còn cái nào mình tồi bại thì mình cứ thôi bỏ đi. À. Nhưng mà khi chúng ta đấu đá và nói chuyện để tranh luận hay tranh cách một cái gì đó thì chúng ta là kết luận là có thần thì sẽ có quỷ, có ma có Phật thì phải có ma có quỷ, đúng không? Cái phải có cái trái, đúng không? Trong cuộc sống cái này mình Elisa Vũ này nói là quét nhà coi bỏi là ra ma, mà quét nhà ra rác. Có nghĩa là chúng ta đấu đá thì ra cái vấn đề mà để cho ta rõ ràng. Nếu mà chúng ta không đấu nhau thì hắn loại cái sự thông minh của con người, hay là không loại cái sự dột nát của con người. Tranh luận để tìm ra chân lý mà. Nếu mà mình không tranh luận thì mình đâu có tìm được ra một cái đúng, cái gì đâu. Nhưng mà cái tranh luận đó không phải là những cái chửi tục, chửi thề hay là quăng quật ba cái phụ tùng lên. Cái đó không gọi là tranh luận, cái đó là chửi nhau. Chúng ta phải tìm ra những cái lý lẽ đúng, cái lý người nào nói lên cái ý nghĩa của mình, nhưng mà cái đó nó phải là thuộc về cái lý luận, chứ không phải là cứ mang phụ tùng ra để mà tranh đấu nhau. Cái đó gọi là chửi nhau, cái đấy không gọi là tranh luận, cái đấy không phải là học hỏi, đúng không? Cho nên là chúng ta tất cả ở đây sống cũng đều nửa đời người rồi, cũng lớn hết rồi, cho nên là nên học hỏi từ kể cả những cái xấu và những cái tốt, chúng ta đều phải biết để chúng ta nhìn nhận và chúng ta học hỏi, chứ không phải là chúng ta chỉ nhìn hết những cái đẹp. Nếu mà chúng ta nhìn hết những cái đẹp thì chúng ta đâu có biết cái xấu nó như thế nào, đúng không? Trên cái đời này có xấu phải có đẹp, có đẹp phải có xấu, và cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải hết, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta mà nói chuyện đấu đá, hay là chúng ta mà để mà coi như tranh luận một cái vấn đề nào đó, để mà chúng ta đi đến cái kết luận, hoặc là chúng ta có cái cho nhau cái sự hiểu biết, thì sau khi mà tranh luận và sau khi đấu đá với nhau thì cả thế giới này nó như chúng ta. Thế giới này nó có thể hâm dọa nhau, có thể đấu đá nhau, có thể là có thể làm những cái điều gì. Nhưng sau đó là nước nào nó cũng theo cái quy luật và cái thể chế nước đó. Như chúng ta đấu đá với nhau và nói với nhau, rồi khi á, là chúng ta chưa có cái sự tranh cãi để mà ta gọi là giải quyết, thì chúng ta vẫn là người bạn, vẫn là có cái câu để mà chúng ta tìm cái giải đáp về sau đó. Hay là chúng ta nên, nếu mà có cái gì mà bức xúc lắm thì chúng ta cũng nên tha thứ với nhau. Cái cách mà tha thứ là cái cách mà tốt nhất để mà chúng ta giải quyết trên cuộc đời này, trên thế giới này. Nếu mà chúng ta cứ tranh chấp với nhau, hay là chồng chất với nhau những cái mà những cái không vừa lòng nhau, những cái mà coi như để mà làm buồn với nhau, hay là những cái mà coi như là đối xử với nhau, như vậy là chúng ta chưa có cái lòng tha thứ. Khi mà chúng ta tha thứ rồi là chúng ta gạt bỏ hết, gạt bỏ hết là để cho nhẹ nhàng cái lương tâm. Thì khi mà chấp nhận cái điều này rồi á, thì chúng ta mới biết rằng á, là thế giới này nó văn minh cỡ nào, nó văn minh cái chỗ mà nó tha thứ với nhau. Nó, ê, nếu tha thứ để tại sao chúng ta phải tha thứ? Những cái người biết tha thứ này chính là những cái người biết tự thương yêu bản thân mình. Tại vì khi mình yêu mình thì mình mới không có tức bực, mình không có khó chịu để mà tự làm khổ mình. Cái đó tha thứ là cái bọn này nị dân giỏi lắm.
Bọn này mỹ dân mỏi giỏi lắm, là bọn nào về thì trong đó có mình rất khó mà để ai mà có cái để mà có cái lắm để mà cái chúng ta nói ra và nêu ra. Thì chính vì vậy á, những cái ngày tháng sau đó, thật ra Lisa lên trên này đôi khi lên trên này nói là tại vì Lisa sống ở bên này quá lâu rồi và hiểu cái sự cái mấy người ở bên này hoạt động rồi chống chống Việt Nam, Lisa quá hiểu bọn chúng nó rồi, cho nên muốn nói lên những cái tiếng nói của mình để cho những cái người mà người ta có thể là người ta không hiểu, nhưng mà ít ra rồi từ từ người ta nghe nhiều người ta sẽ hiểu. Tại vì như xả thấy mấy cái người già bên này họ tội lắm, họ bị cái bọn này nó lừa đảo mấy chục năm nay rồi, nhưng mà họ cứ tin tưởng vào cái bọn lãnh đạo cộng đồng này và họ cứ nghe chúng nó để mà họ quyên góp cho chúng nó, họ nuôi chúng nó thôi. Cho nên xả cảm thấy rất là tội cho họ. Yeah. Thôi bây giờ như là Lisa với chắc họ nói về vấn đề cờ đỏ chút nha. Yeah. Vừa rồi anh Lợi Minh có treo cái cờ đỏ và đi câu cá chạy hô á, sau lại có nhóm người mà coi như là hăm dọa với là tìm anh Lợi Minh á. Thì bây giờ đi vào cái vấn đề cái cờ đỏ của sao vàng nha. Yeah. Ở nước Úc của Lisa Vũ cũng biết, tôi cũng biết, nhưng mà tôi biết là ở cái cộng đồng ở là nước Mỹ này. Thì nước Mỹ đấy á, là trên dưới khoảng chừng 2 triệu rưỡi người ở nước Mỹ này, nhiều lắm. Tổng dân số của là coi như là thế giới khoảng chừng gần 5 triệu người, nhưng mà ở nước Mỹ là hết là trên dưới 2 triệu rưỡi người rồi. Nhưng mà cái lá cờ á, là cờ đỏ của sao vàng, nó nằm hết là coi như là cũng 99% người trong đó, họ trong nhà họ vẫn có lá cờ đỏ ngôi sao vàng đó. Lisa Vũ biết sao có không? À, nếu mà nói về cờ thì Lisa trong nhà Lisa thì Lisa không có cờ đỏ sao vàng, nhưng mà cờ đỏ sao vàng là nằm trong đầu Lisa rồi. Thật ra cái khi mà chắc hồ nói á, ok, là nó có là nguyên nhân như vậy nè. Cái kỳ thật đó nè. Oh yeah. cái này đi. 99 người á, là ở nước Mỹ này, là có là cờ đấy nằm nhà của họ. Cái kỳ thật đó nè. Tại vì nói hỏi bất ngờ quá nên nên xả chưa nghĩ ra. Đúng rồi, ai cũng có. Bây giờ không, nếu mà nói nếu như cái bỏ như cái những người đó mà họ nói á, đừng cái mang là cờ đỏ ngôi sao vàng, thì tôi nói á, hãy nói cái Nam Cali hay Bắc Cali á, những người nào có visa đó lột bỏ đi. Very good. Good idea. Yeah. Hay. Đúng rồi, cái này tại vì mình không phải là trực tiếp mình để ra ngoài cho nên mình không có nghĩ được ra ngay. Yeah, những ai mà đã từng xin visa, đã từng xin cái gì cái đó gọi là gì giấy nhập tịch nhập cảnh của Việt Nam ấy, thì đều có cái đó hết. Nhà Lisa ai cũng có. Nè, người ta viết là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Yeah. Nếu ai không chấp nhận là xẻ cái này đi, bỏ đi. Đúng rồi. Exactly. Đúng rồi. Nên chắc khô nói á, cái bọn mì dân nó mì kinh khủng lắm. Nó mì nó tưởng lắm, ai biết hết. Đúng rồi. Tại người ta không nói thôi. Chúng nó cứ đe dọa như vậy, xong rồi nhiều người người ta không muốn phiền phức á.
người ta không có không muốn nói chuyện với chúng nó, người ta không có muốn đôi co, tại vì người ta cái bọn đấy, người ta coi bọn đấy là bọn bọn dở hơi. Chính xác là như vậy. Như đây là cái mũ mà gọi là cái mũ á, mình đội á, đội chơi thôi. Đội vào cái Christmas. Đây là bộ chơi thôi. Họ cho đây là ngũ sao vàng. Không? Nhưng mà cái đây màu là màu bậc đô mà, chứ không phải màu đỏ đâu. Thành những cái loại người mà có cho họ cái gọi là chụp mũ. Đúng rồi. Để họ cứ nhét từ vào người biển người khác ấy. Đó những cái điều mà coi như là chắc họ muốn đưa ra cho họ thấy á, là ở Nam Cali, Bắc Cali 99% người mà đúng có rồi. lá cờ đó, Chỉ trừ những cái kẻ mà không được về Việt Nam á. Yeah. Ồ, ai Chỉ ấy? Kẻ mà không được phép về Việt Nam, hoặc không có tiền về Việt Nam, hoặc là không dám về Việt Nam, hoặc là những cái kẻ mà hứa nào tao sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam khi còn cộng sản ấy, thì những cái người đấy mới có cái huy hiệu của Việt Nam thôi. Chính xác là như vậy. Bởi khi mà mình chúng ta nói về một cái lập luận hay là nói về á, mà vấn đề cho người ta hiểu và biết á, nó khó để mà chúng ta phân tích ra. Đúng rồi. Mà khi phân tích ra phải phân tích ra một cách sâu sắc để cho họ biết. Những người mà bữa hôm đó mà có như mà biểu tình của là cái Paris Banai á, cái trung tâm Paris Banai, hỏi họ đi, họ cứ mang là cờ của là chế độ cộng sản á, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong nhà họ không? Đúng rồi, lúc nãy chắc họ hỏi hỏi một cái mình suy nghĩ, mình bỏ nhà mình có cò không nhỉ, mình chưa nghĩ ra được cái đó. Đúng rồi, anh nói ra thì mới bảo mình nghĩ được là trong nhà như xà có bốn năm năm ai cũng có hết, tại vì ai cũng đi về Việt Nam ai cũng có cái đó rồi. Đúng vậy. Thì Các đấy bạn là cái thực tế nha, đó là thực tế. Để cho giận nó vào đây nó xem đi, mấy cái người người ta không có hiểu thì người ta chống cộng ấy, cho người ta vào đây người ta xem, các bạn share hết ra nhá. Thì đó tôi nói đó, nếu các bạn nào không tin lời của chắc hồ nói, thì các bạn nào có cái passport ở đây á, là các bạn có cái sự thật của nhà bạn, mà các bạn nào có cái thẻ xanh, các bạn mà có cái visa. Đúng rồi. Thì đây là lá cờ, là coi như là có phải lá cờ đỏ của sao vàng không? Đúng rồi. Chính xác. Quý vị đã có trong nhà quý vị đây, mà quý vị nói là coi như tôi không chấp nhận lá cờ này. Rất thông minh. Đúng rồi. Nếu mà mà không chấp mì dân thì đi. Cái đó phải mì dân không đi xa vũ. Kêu họ những cái người mà không cho chấp nhận cộng sản thì xé cái đó đi, dán cái cờ vàng vào. Đấy. Chính Nói xác. cái cờ vàng á, làm ra một cái thủ tục của là coi như nhập cảnh đó đi, rồi hãy nói chuyện với coi như là chế độ Việt Nam cộng sản.